Nội dung bài học hôm nay sẽ là về biến ngẫu nhiên và phân phối rời rạc. Nội dung gồm có các phần chính sau đây: giới thiệu về biến ngẫu nhiên, về mặt khái niệm, tính xác suất của biến ngẫu nhiên, phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên, cái giá trị kỳ vọng, phương sai, độ lệch chuẩn của một biến ngẫu nhiên. Phần thứ hai, giới thiệu về phân phối đều rời rạc, khái niệm của phân phối đều rời rạc và đặc trưng của phân phối đều rời rạc. Phần cuối cùng là phân phối nhị thức, khái niệm và đặc trưng của phân phối nhị thức. Vậy biến ngẫu nhiên là gì? Biến ngẫu nhiên được định nghĩa hình thức như sau. Nó là một ánh xạ từ một tập hợp. Tập hợp này được xây dựng trên nền không gian màu S, bao tập các xác suất có thể xảy ra. Biến ngẫu nhiên được phân làm hai loại: biến ngẫu nhiên rời rạc và biến ngẫu nhiên liên tục. Một biến ngẫu nhiên được gọi là rời rạc nếu nó chỉ có thể nhận tập giá trị hữu hạn hoặc vô hạn đếm được. Ngược lại, nó thuộc về biến ngẫu nhiên liên tục. Ta xét ví dụ sau đây. Xét thí nghiệm tung xúc xắc, gọi x1 là điểm đạt được khi tung xúc xắc, thì x1 là một biến ngẫu nhiên. X1 chỉ có thể nhận cái giá trị trong tập hữu hạn 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vì vậy, biến x1 được xếp loại là biến ngẫu nhiên hữu hạn. Xét ví dụ thứ hai, đo chiều cao của một người Việt Nam. Gọi x2 là chiều cao đo được của người Việt Nam đó. Thì x2 có thể nhận có giá trị có thể người đó cao 1,6m, có thể cao 1m61, có thể cao 1m612, có thể cao 1m6123, v.v. Như vậy, tập giá trị của x2 là một tập vô hạn và không đếm được. Vì vậy, biến ngẫu nhiên x2 được xếp loại vào loại biến ngẫu nhiên liên tục. Biến ngẫu nhiên là một ánh xạ được xây dựng trên nền không gian mẫu S, ánh xạ vào một tập vào cái giá trị xác suất của biến ngẫu nhiên. Như vậy, làm thế nào để tính xác suất của biến ngẫu nhiên? Thì để tính xác suất của biến ngẫu nhiên, người ta giới thiệu hai khái niệm chính sau đây. Cái điểm thứ nhất là hàm độ lớn xác suất, probability mass function, ký hiệu là BMS, của một biến ngẫu nhiên rời rạc. Nó là hàm gán xác suất cho từng giá trị của biến ngẫu nhiên x, ký hiệu là BR, là viết tắt của xác suất, mở ngoặc x đóng ngoặc, hoặc ký hiệu là F nhỏ, mở ngoặc x đóng ngoặc. Như vậy, ký hiệu BRX là xác suất của biến ngẫu nhiên x theo một trong những tính chất của xác suất, thì giá trị này luôn nằm trong khoảng đoạn giá trị từ 0 đến 1. Tính chất thứ hai, xác suất của biến ngẫu nhiên x nhận giá trị A hoặc x nhận giá trị B sẽ bằng tổng xác suất trong trường hợp x nhận giá trị A cộng cho xác suất x nhận giá trị B. Và tính chất thứ ba, đó là tổng xác suất của x với mọi giá trị của x bằng 1. Đây là tính chất đã được nêu trong định nghĩa của xác suất. Như vậy, dựa vào giá trị độ lớn xác suất của một biến ngẫu nhiên, người ta có thể tính giá trị xác suất khi biến ngẫu nhiên nhận giá trị một giá trị cụ thể x1, có thể tính được xác suất khi biến ngẫu nhiên x lớn hơn một giá trị x1 nào đó, hoặc x lớn hoặc bằng x1, nhỏ hơn, nhỏ hoặc bằng, hay x nằm trong một đoạn giá trị x1 đến x2, hoặc nửa đoạn từ x1 đến x2, vân vân. Ta xét ví dụ sau đây. Gọi x1 là biến ngẫu nhiên biểu diễn cái giá trị điểm đạt được khi tung xúc xắc. Như vậy, xác suất x1 bằng 1 có nghĩa rằng xác suất của biến cố tung xúc xắc đạt được 1 điểm. Vì khi tung xúc xắc có các khả năng đạt 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm, 5 điểm hoặc 6 điểm. Và có 6 khả năng như vậy. Vì việc tung xúc xắc là việc tung ngẫu nhiên để xác suất đạt được 1 điểm hoàn toàn ngẫu nhiên. Đó là khả năng xảy ra giá trị 1 điểm trong 6 khả năng từ 1 đến 6. Vì vậy xác suất nó sẽ là 1/6. Tương tự, xác suất tung được 2 điểm cũng là 1/6. Tung được 3 điểm cũng là 1/6, tung được 4 điểm cũng là 1/6, tung được 5 điểm cũng là 1/6 và tung được 6 điểm cũng là 1/6. Như vậy,
x có thể nhận những giá trị sau đây. Biến ngẫu nhiên x1 có thể nhận giá trị 1, 2, 3, 4, 5 hoặc 6. Tương ứng với từng giá trị của x1 với x1 bằng 1, ta có xác suất của x1 là f1 bằng 1/6. Độ lớn xác suất của x2 là fx/2 bằng 1/6. Độ lớn xác suất của x3 1/6. Tương tự cho độ lớn xác suất của x4, x/5, x/6 đều bằng 1/6. Khi ta có thể chỉ rõ tập giá trị mà x có thể nhận được, đồng thời giá trị xác suất gắn liền với từng giá trị cụ thể của x, thì ta có hàm độ lớn xác suất. Thì trong trường hợp này, hàm độ lớn xác suất được biểu diễn dưới dạng bảng. Khái niệm thứ hai là khái niệm về hàm phân phối tích lũy, ký hiệu là CDF. Một hàm phân phối tích lũy F lớn tại điểm A sẽ bằng tổng xác suất của x với x có giá trị bé hoặc bằng A. Ta xét ví dụ sau đây. X1 là biến ngẫu nhiên diễn tả điểm đạt được khi tung một xúc xắc. Theo ví dụ trước, ta có hàm độ lớn xác suất của x1 như sau. Đó là xác suất của x bằng 1, x bằng 2, x bằng 3, x bằng 4, hay x bằng 5, hay x bằng 6 đều bằng 1/6. Dựa vào hàm độ lớn xác suất, ta có thể suy ra giá trị của hàm phân phối tích lũy như sau. X có thể nhận các giá trị từ 1, 2 cho tới 6. Ứng với F lớn 1 là giá trị của hàm xác suất tích lũy tại điểm x bằng 1. Nó bằng tổng xác suất x với x bé bằng 1. X bé bằng 1 chỉ có một giá trị có khả năng duy nhất, đó là x bằng 91. Vì vậy F1 bằng đúng 1/6. F lớn 2 bằng tổng xác suất của x với x bé hoặc bằng 2. X bé bằng 2 có khả năng nhận hai giá trị, đó là x bằng 1 hoặc x bằng 2. Vì vậy F2 sẽ bằng xác suất x bằng 1 cộng cho xác suất x bằng 2 bằng 2/6. Tương tự F lớn 3 sẽ bằng xác suất x bé bằng 3 cộng lại, vì vậy nó sẽ bằng xác suất x bằng 1 là 1/6, cộng xác suất x bằng 2 là 1/6, cộng xác suất x bằng 3 là 1/6, kết quả là 3/6. Tương tự như vậy, ta có F4 sẽ bằng xác suất của x bé hơn bằng 4 cộng lại bằng xác suất của x bằng 1 là 1/6, cộng xác suất x bằng 2 là 1/6, cộng xác suất của x bằng 3 là 1/6 và cộng xác suất của x bằng 4 là 1/6, kết quả là 4/6. Tương tự F lớn 5 cũng tính như vậy, ta được kết quả 5/6 và F lớn 6 được kết quả là 1. Lưu ý với giá trị lớn nhất của x trong tập, khi x nhận giá trị lớn nhất thì giá trị tích lũy bao giờ cũng tiến về 1. Vì x chỉ nhận cái giá trị từ 1 đến 6, như vậy 6 là giá trị lớn nhất của x. Vì vậy, xác suất tích lũy tại giá trị lớn nhất tại giá trị 6 bằng 1. Dựa vào xác suất tích lũy, ta có thể tính được nhanh chóng xác suất của một đoạn hoặc một khoảng giá trị như sau. Tính xác suất x lớn hơn 2, bé hoặc bằng 5 thì có hai cách tính. Nếu ta dựa vào hàm mật độ xác suất thì x lớn hơn 2, nhỏ hơn hoặc bằng 5 có thể được tính bằng tổng xác suất của x nhận cái giá trị lớn hơn 2, bé hoặc bằng 5 bằng xác suất x bằng 3 cộng xác suất x bằng 4 cộng xác suất x bằng 5. Cách thứ hai, ta có thể dùng trực tiếp hàm phân phối tích lũy. Ta có xác suất x lớn hơn 2, bé hơn bằng 5 thì x lớn hơn 2, bé hơn bằng 5 nằm trong khoảng giá trị từ 2 đến 5 thì nó sẽ bằng xác suất tích lũy của 5 trừ cho xác suất tích lũy của 2. Trong trường hợp này, ta chỉ cần dùng một phép trừ, trong khi đối với trường hợp dùng hàm mật độ xác suất, ta phải dùng tới hai phép cộng: xác suất của x bằng 3 cộng xác suất của x bằng 4 cộng xác suất của x bằng 5. Khi mà giá trị này lớn hơn thì số lượng phép cộng cần thực hiện nếu dùng hàm mật độ xác suất sẽ càng nhiều. Vì vậy, việc dùng hàm phân phối tích lũy sẽ
ích lợi về việc tính toán hơn rất nhiều. Thay vì dùng nhiều phép cộng, ta chỉ cần dùng một phép trừ. Do đó, với bài toán mà biến nhận được nhiều hơn hai giá trị, việc dùng hàm xác suất tích lũy sẽ hiệu quả hơn dùng hàm mật độ xác suất. Để dùng hàm xác suất tích lũy tính được giá trị xác suất của khi x nằm trong một khoảng giá trị thì ta lưu ý sau đây. Xác suất khi x lớn hơn một giá trị x1 nào đó thì theo nguyên tắc theo luật bù nó sẽ bằng 1 trừ cho xác suất x bé hoặc bằng x1. Theo định nghĩa xác suất x bé bằng x1 sẽ bằng f của x1 bằng xác suất tích lũy tại điểm x1. Vì vậy nó sẽ bằng 1 trừ cho xác suất tích lũy tại điểm x1. Khi x nằm trong khoảng giá trị lớn hơn x1 bé hơn bằng x2 thì xác suất x lớn hơn x1 bé hơn bằng x2 sẽ bằng xác suất tích lũy tại x2 trừ cho xác suất tích lũy tại x1. Đối với trường hợp liên tục, đối với trường hợp rời rạc, xác suất tích lũy là bằng tổng các xác suất các giá trị mà biến ngẫu nhiên x nhận được với điều kiện x bé bằng a. Đối với trường hợp liên tục, phép tổng phép sigma này sẽ biến đổi thành phép tích phân. Nó sẽ bằng xác suất của x với x có giá trị chạy từ trừ vô cực đến a. Nó sẽ bằng tích phân trừ vô cực đến a br của x. Đối với trường hợp liên tục, xác suất tại một điểm luôn bằng 0. Xác suất x lớn hơn x1, vì vậy sẽ bằng xác suất x lớn hơn x bằng 1 hoặc bằng x1 sẽ bằng theo luật bù bằng 1 trừ cho xác suất tích lũy f tại x1. Xác suất x nằm trong đoạn từ x1 đến x2 sẽ bằng xác suất x lớn hơn x1 nhỏ hơn bằng x2 bằng xác suất x lớn hơn hoặc bằng x1 nhỏ hơn x2 bằng xác suất tích lũy tại x2 trừ xác suất tích lũy tại x1. Như vậy lưu ý ở đây chính là trong trường hợp biến ngẫu nhiên liên tục, việc xuất hiện dấu bằng hay không xuất hiện dấu bằng khi tính xác suất của x thuộc một khoảng, một đoạn hay nửa khoảng, nửa đoạn đều không ảnh hưởng đến kết quả. Như vậy ta đã giới thiệu qua khái niệm thế nào là biến ngẫu nhiên và khái niệm về hàm mật độ xác suất và hàm phân phối tích lũy giúp hỗ trợ tính xác suất của một biến ngẫu nhiên. Khái niệm thứ ba là khái niệm về phân phối xác suất của một biến ngẫu nhiên x. Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên x được định nghĩa là tất cả các giá trị x mà biến đó có thể nhận được và xác suất tương ứng của từng giá trị đó. Vì biến ngẫu nhiên được phân làm hai loại là biến ngẫu nhiên rời rạc và biến ngẫu nhiên liên tục. Vì vậy phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc gọi là phân phối rời rạc và phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên liên tục gọi là phân phối liên tục. Quay trở lại hai ví dụ đầu tiên. Biến ngẫu nhiên x1 là biến ngẫu nhiên đo cho biết điểm khi tung xúc xắc. Thì do biến ngẫu nhiên x1 là một biến ngẫu nhiên rời rạc, vì vậy phân phối của x1 là một phân phối rời rạc. X2 là biến ngẫu nhiên đo chiều cao của một người Việt Nam. Do x2 là biến ngẫu nhiên liên tục, vì vậy phân phối của biến ngẫu nhiên x2 gọi là phân phối liên tục. Để một phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên x được đặc trưng bởi thứ nhất là hàm giá trị hàm độ lớn xác suất xác suất tích lũy. Đặc trưng thứ hai là các đặc trưng kỳ vọng, phương sai và độ đặc chuẩn mà chúng ta sẽ biết đến khái niệm ở phía sau. Như vậy, một phân phối xác suất bao gồm hai yếu tố. Thứ nhất là sẽ cho biết được miền giá trị mà biến ngẫu nhiên x có thể nhận được. Và thứ hai là xác suất tương ứng của từng giá trị x đó. Một mô hình xác suất
là gồm một biến ngẫu nhiên và một phân phối xác suất. Đặc trưng về hàm độ lớn tích lũy và hàm mật độ xác suất thì đã được nêu. Đặc trưng thứ hai là đặc trưng về kỳ vọng phương sai và độ lệch chuẩn. Kỳ vọng là giá trị trung bình sau khi lặp lại một thí nghiệm vô số lần. Ký hiệu là E mở ngoặc, X đóng ngoặc. E này là chữ cái đầu tiên của chữ viết tắt là expectation. Ký hiệu thứ hai có thể dùng thay thế đó là ký hiệu mu. Như vậy, ký hiệu của kỳ vọng là EX hoặc mu. Định nghĩa, kỳ vọng được tính nó sẽ bằng tổng X nhân cho FX với mọi giá trị của X. Với F ở đây là hàm mật độ xác suất. FX là xác suất của biến ngẫu nhiên tại giá trị X. Tương tự trường hợp liên tục, phép tính tổng sigma sẽ được thay thế bằng phép tích phân. Ta xét ví dụ sau đây. Cho một biến ngẫu nhiên X rời rạc, có hàm mật độ xác suất được thể hiện trong bảng sau. X có thể nhận 3 giá trị 1, 3 hoặc 6. Ứng với từng giá trị, ta có giá trị xác suất. Nếu X bằng 1, khả năng X nhận giá trị bằng 1 là 1 phần 6. Khả năng X nhận giá trị là 3 là 2 phần 6. Và khả năng X nhận giá trị 6 là 3 phần 6. Thì khi đó dựa vào hàm độ lớn xác suất như trên, hàm độ lớn xác suất như trên, ta có kỳ vọng của biến ngẫu nhiên X sẽ bằng tổng X nhân cho xác suất của X với mọi giá trị X có thể nhận được. X có thể nhận được 3 giá trị 1, 3, 6. Vì vậy nó sẽ bằng 1 nhân cho xác suất X bằng 1 là 1 phần 6 cộng cho 3 nhân cho xác suất X bằng 3 là 2 phần 6 cộng cho 6 nhân cho xác suất X bằng 6 là 3 phần 6, kết quả là 25 phần 6. Khái niệm thứ hai là khái niệm về phương sai. Phương sai là trung bình, bình phương, độ lệch so với kỳ vọng sau khi lặp lại một thí nghiệm vô số lần. Ký hiệu phương sai là sigma bình phương hoặc VAR mở ngoặc X hoặc V lớn X. Chữ VAR này là viết tắt của variance, là thuật ngữ về phương sai trong tiếng Anh. Định nghĩa, phương sai là kỳ vọng là E bình phương độ lệch. Độ lệch của biến ngẫu nhiên X so với giá trị trung bình là bằng X trừ mu. Bình phương độ lệch là X trừ mu tất cả bình phương. Trung bình bình phương độ lệch hay kỳ vọng bình phương độ lệch là E kỳ vọng của X trừ mu tất cả bình phương. Khi khai triển ra nó sẽ bằng tổng bình phương của X trừ mu bình phương nhân cho xác suất của X với mọi giá trị của X. Đây là cách tính thứ nhất. Cách tính thứ hai, nó sẽ bằng kỳ vọng của x bình trừ cho mu bình. Kỳ vọng của x bình sẽ bằng tổng x bình nhân cho xác suất của x với mọi giá trị của x trừ cho mu bình. Hai công thức này là hai công thức tương đương và cho giá trị như nhau. Tương tự, đối với trường hợp biến ngẫu nhiên liên tục, dấu tất cả dấu phép tán tổng sigma sẽ được thay bằng phép tích phân. Độ lệch chuẩn. Độ lệch chuẩn là căn bậc 2 của phương sai. Nếu phương sai là sigma bình, độ lệch chuẩn là sigma. Nếu phương sai ký hiệu là va x, độ lệch chuẩn là căn của va x. Ngoài ra còn một ký hiệu khác cho độ lệch chuẩn là SD của x. SD này là viết tắt của thuật ngữ tiếng Anh Standard Deviation, nghĩa là độ lệch chuẩn. Xét ví dụ như sau. Cho biến ngẫu nhiên X rời rạc có bảng mật độ xác suất như sau. X có thể nhận 3 giá trị 1, 3 hoặc 6. Với xác suất X nhận giá trị 1 là 1 phần 6. Xác suất X nhận giá trị 3 là 2 phần 6. Xác suất X nhận giá trị 6 là 3 phần 6. Theo kết quả đã tính ở trên thì kỳ vọng của X là 25 phần 6.
Vì vậy phương sai của x, giả sử ta áp dụng có hai công thức có thể dùng để tính phương sai là công thức. Đây là công thức thứ nhất, xác suất nó bằng tổng xác suất của x nhân cho bình phương x trừ mu. Công thức thứ hai là tổng x bình phương nhân cho xác suất của x trừ cho mu bình phương. Thì giả sử ta dùng công thức thứ hai, x có thể nhận giá trị 1, 3, 6, ứng x bằng 1, x bình phương là 1 bình phương, xác suất của 1 là 1 phần 6, cộng cho ứng x bằng 3, x bình phương là 3 bình phương, nhân cho xác suất của 3 là 2 phần 6, cộng cho x bằng 6 thì xác suất là x bình phương là 6 bình phương, xác suất của x là 3 phần 6. Tổng của x bình phương nhân cho xác suất của x với mọi giá trị của x là 1 bình phương nhân 1 phần 6 cộng 3 bình phương nhân 2 phần 6 cộng 6 bình phương nhân 3 phần 6 trừ cho mu bình phương. Biết rằng giá trị trung bình mu là bằng 25 phần 6, vì vậy trừ cho 25 phần 6 bình phương. Kết quả là 137 phần 36. Độ lệch chuẩn của x là căn của giá trị phương sai, vì nó sẽ là căn của 137 phần 36. Phần kế tiếp sẽ giới thiệu một số phân phối rời rạc. Phân phối được phân làm hai loại là phân phối rời rạc và phân phối liên tục. Thì hai phân phối được giới thiệu sau đây thuộc về nhóm phân phối rời rạc, hay nói cách khác nó là phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc. Phân phối thứ nhất là gọi là phân phối đều rời rạc. Khi biến ngẫu nhiên x có phân phối đều rời rạc, nếu nó thỏa hai điều kiện sau đây: cái giá trị của x là cái giá trị nằm trong nguyên, nằm trong đoạn a b, cái giá trị mà x có thể nhận được có xác suất bằng nhau. Quay trở lại ví dụ đầu tiên, tôi tung một xúc xắc, gọi x là biến ngẫu nhiên cho biết điểm đạt được khi thảy xúc xắc. Như vậy x có thể nhận các giá trị 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay nói cách khác, x có thể nhận giá trị nguyên nằm trong đoạn từ 1 đến 6. Xác suất x nhận giá trị 1 là 1 phần 6. Nhận giá trị 2 cũng là 1 phần 6, nhận giá trị 3, 4, 5 cũng đều là 1 phần 6. Như vậy xác suất x nhận giá trị, một giá trị bất kỳ trong đoạn 1 đến 6 đều là 1 phần 6. Khi nó tỏa hai tính chất này, x được gọi là có phân phối đều rời rạc. Để tính giá trị các đặc trưng của một phân phối xác suất, gồm có các đặc trưng sau đây: hàm mật độ xác suất, hàm phân phối tích lũy hay hàm tích lũy xác suất, kỳ vọng phương sai và độ lệch chuẩn. Thì có hai cách. Cái thứ nhất là áp dụng công thức nguyên thủy, tức là những công thức đã được định nghĩa ở phần trước. Cách thứ nhất là áp dụng các công thức được định nghĩa ở phần trước như đây. Cách thứ hai, đối với một số phân phối có tên gọi đặc biệt, chẳng hạn như trong trường hợp phân phối đều rời rạc, thì người ta đã tính ra được, cũng từ những công thức nguyên thủy này người ta đã suy ra được một công thức đơn giản hơn mà có thể áp dụng trực tiếp. Cụ thể đối với phân phối đều rời rạc, để tính giá trị xác suất tại một điểm, hay nói cách khác để tính hàm độ lớn xác suất, thì xác suất tại giá trị x sẽ bằng 1 trên cho b trừ a cộng 1. Với lưu ý rằng a, b chính là đoạn giá trị mà x có thể nhận được. Xác suất tích lũy tại giá trị x, nếu x nhỏ hơn a hoặc lớn hơn, nhỏ hơn a thì xác suất tích lũy bằng 0. Điều này hiển nhiên vì x chỉ có thể nhận giá trị nguyên từ a đến b. Vì vậy khả năng x nhận giá trị nhỏ hơn a bằng 0 là điều hiển nhiên. Trường hợp thứ hai đó là xác suất tích lũy f tại x bằng b bằng 1. Điều này hiển nhiên vì như lúc nãy ta đã nói, xác suất tích lũy tại điểm giá trị cao nhất bằng 1. Trong trường hợp này, f tại x bằng b nó có nghĩa rằng xác suất x nhận giá trị bé hoặc bằng b, mà x chỉ có thể nhận giá trị trong đoạn từ a đến b,
Việc khả năng nó nhận một giá trị bé hoặc bằng b là 100%, vì vậy xác suất tích lũy tại x lớn hơn bằng b là bằng 1. Trong trường hợp x lớn hơn bằng a nhỏ hơn b, xác suất tích lũy được tính theo công thức là phân x trừ a cộng 1 chia cho b trừ a cộng 1. Đặc trưng kỳ vọng. Kỳ vọng mu sẽ bằng trung bình của a và b, tức là bằng a cộng b trên 2. Đặc trưng phương sai. Phương sai sẽ bằng b trừ a cộng 2 nhân cho hiệu b trừ a tất cả chia cho 12. Đặc trưng độ lệch chuẩn là căn của giá trị phương sai. Như vậy, nhắc lại, đối với một biến ngẫu nhiên có phân phối đều rời rạc, khi cần tính đặc trưng xác suất, đặc trưng xác suất tích lũy, đặc trưng kỳ vọng, phương sai hoặc độ lệch chuẩn, có hai cách mà các anh chị và các bạn có thể áp dụng. Cách thứ nhất là áp dụng công thức nguyên thủy đã giới thiệu ở phần công thức ban đầu, gốc đã giới thiệu ở phần trước. Cách thứ hai là có thể áp dụng công thức riêng dành cho phân phối đều rời rạc như trong slide chúng ta đang bàn tới. Xét ví dụ sau đây. Trong thí nghiệm thảy xuất sắc, nếu x là điểm đạt được khi thảy xuất sắc, thì như đã nói, x có phân phối đều rời rạc. Vì vậy, giá trị xác suất x bằng 3, tức là giá trị của hàm độ lớn xác suất x bằng 3, theo công thức riêng của phân phối đều rời rạc, nó sẽ bằng 1 phần b trừ a cộng 1 là bằng 1 trên, với b là 6 và a là 1. 6 trừ 1 cộng 1 bằng 1 phần 6. Xác suất tích lũy F3 sẽ bằng B trừ A cộng 1 sẽ bằng giá trị 3 trừ 1 cộng 1 trên cho B trừ A cộng 1 bằng 3 phần 6. Công thức này được áp dụng theo công thức thứ hai, đó là X A là 1, B là 6, X là 3, như vậy đã nằm trong đoạn từ 3, 1 đến 6. Áp dụng công thức nó là X trừ cho A cộng cho 1 trên b trừ cho a cộng cho 1 với a bằng 1, b bằng 6 và x bằng 3. Kết quả là 3 phần 6. Kỳ vọng sẽ bằng a là 1, b là 6 cộng lại trên 2, kết quả là 3,5. Phương sai sẽ bằng b trừ a cộng 2 nhân cho b trừ a trên 12, kết quả là 35 phần 12. Như vậy, phân phối đều rời rạc là một dạng phân phối, một loại phân phối đặc biệt trong lớp các phân phối rời rạc. Một dạng loại phân phối đặc biệt kế tiếp đó là phân phối nhị thất. Khi nào thì biến ngẫu nhiên x có phân phối nhị thất? Một biến ngẫu nhiên x có phân phối nhị thất nếu thỏa các điều kiện sau đây. Số lần thí nghiệm của tiến trình ngẫu nhiên đang xét, khi ta xét biến ngẫu nhiên x, số lần thí nghiệm là cố định. Hậu quả của thí nghiệm chỉ có thể nhận một trong hai giá trị, đánh dấu là thành công hoặc thất bại. Xác suất thành công trong mọi lần thí nghiệm là như nhau và các lần thí nghiệm là độc lập nhau. Khi đó, nếu biến ngẫu nhiên x thể hiện số lần thí nghiệm thành công trong n lần thí nghiệm cố định thì x có phân phối nhị thất. Xét ví dụ sau đây. Trong một bài kiểm tra có 5 câu trắc nghiệm, mỗi câu có 4 lựa chọn A, B, C, D. Vì chưa học bài nên một bạn An chọn ngẫu nhiên kết quả cho từng câu trắc nghiệm. Câu thứ nhất, bạn An chọn ngẫu nhiên, giả sử chọn A. Câu thứ hai, chọn ngẫu nhiên, giả sử chọn C, vân vân, chọn ngẫu nhiên cho toàn bộ 5 câu. Gọi x là số câu bạn An trả lời đúng. Thì x liệu có phân phối nhị thất hay không? Nếu ta xem việc trả lời mỗi một câu là một thí nghiệm thì ta có việc trả lời 5 câu trắc nghiệm. Số lần thí nghiệm là 5 lần, tương ứng với 5 câu trắc nghiệm. Như vậy, số lần thí nghiệm cố định bằng 5. Thứ hai, khi bạn An trả lời một câu trắc nghiệm, chỉ có hai kết quả, hoặc trả lời đúng là thành công, hoặc sai là thất bại. Vì vậy, kết quả của mỗi lần thí nghiệm chỉ có hai lớp là đúng hoặc sai, thành công hoặc thất bại. Thứ ba, các câu hỏi hoàn toàn không liên quan, giả sử hoàn toàn không liên quan đến nhau, do đó việc thực hiện các lần thí nghiệm là độc lập nhau. Và điều thứ tư, do chưa học bài nên bạn An chọn ngẫu nhiên câu trả lời cho mỗi câu hỏi. Mỗi câu hỏi có 4 câu trả lời, vì vậy khả năng thành công
chỉ là 1/4. Do biến ngẫu nhiên x thỏa 4 điều kiện trên đây. Do đó, biến ngẫu nhiên x số lượng câu bạn An trả lời đúng chính là số lần thí nghiệm thành công. X được gọi là có phân phối nhị thức với tham số số lần thí nghiệm n bằng 5. Xác suất thành công là xác suất trả lời đúng cho từng câu bằng 1/4. Tương tự đối với phân phối đều rời rạc, trong phân phối nhị thức, để tính được các đặc trưng của một phân phối xác suất, đó là hàm độ lớn xác suất, hàm phân phối tích lũy, kỳ vọng, phương sai và độ lệch chuẩn. Có thể có hai cách. Cách thứ nhất là áp dụng công thức gốc theo định nghĩa. Cách thứ hai là áp dụng công thức dành riêng cho phân phối nhị thức. Công thức dành riêng cho phân phối nhị thức như sau. Độ lớn xác suất của một biến ngẫu nhiên x có phân phối nhị thức sẽ bằng số tổ hợp n chọn x nhân cho b lũy thừa x nhân 1 trừ b lũy thừa n trừ x. Trong đó n là số lần thí nghiệm cố định và b là xác suất thành công của một lần thí nghiệm. Công thức xác suất tích lũy tại giá trị a thì công thức này chính là công thức theo định nghĩa nó bằng tổng xác suất x với x bé bằng a. Kỳ vọng của biến ngẫu nhiên x khi x có phân phối nhị thức sẽ bằng số lần thí nghiệm n nhân cho xác suất thành công b, phương sai bằng n nhân cho b nhân 1 trừ b và độ lệch chuẩn là giá trị căn của phương sai. Xét ví dụ sau đây. Có 3 ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Ở mỗi ngã tư xác suất đèn đỏ bật là 0,7. Giả sử như các đèn này bật tắt độc lập nhau. Nếu như ta xem việc đèn đỏ bật được đánh dấu là thành công, đèn đỏ tắt đánh dấu là thất bại. Gọi biến ngẫu nhiên x là số lần gặp đèn đỏ. Như vậy liệu x có phân phối nhị thức hay không? Thì ta có như sau. Nếu x là số lần gặp đèn đỏ mà ta đánh dấu đèn đỏ bật là thành công, đèn đỏ tắt là thất bại, như vậy x là số lần thành công. Thí nghiệm này có đặc điểm thứ nhất, chỉ có 3 ngã tư đèn xanh đèn đỏ, vì vậy số lần thí nghiệm cố định bằng 3. Xác suất đèn đỏ bật luôn bằng 0,7, vì vậy xác suất thành công tại mỗi lần thí nghiệm là đều như nhau và bằng 0,7. Các đèn bật tắt độc lập nhau, như vậy các lần 3 lần thí nghiệm độc lập nhau. Hậu quả tại mỗi đèn cột đèn xanh đèn đỏ chỉ có 2 khả năng, đó là đèn đỏ bật hoặc đèn đỏ tắt. Như vậy hậu quả của mỗi lần thí nghiệm chỉ xếp vào lớp thành công hoặc thất bại. Như vậy x số lần thành công thì x là biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức với tham số số lần thí nghiệm n bằng 3, xác suất thành công b bằng 0,7. Giả sử yêu cầu tính xác suất gặp đèn đỏ ít nhất một lần, nghĩa là cần tính xác suất x ít nhất một lần, nghĩa là x lớn hơn bằng 1. Theo công thức bù, x lớn bằng 1 sẽ bằng 1 trừ cho xác suất x bằng 0. Như vậy, đầu tiên ta tính xác suất của x bằng 0. Xác suất của x bằng 0 theo công thức riêng của phân phối nhị thức, nó sẽ bằng số tổ hợp 3 chọn 0 nhân cho 0,7 lũy thừa 0 nhân cho 1 trừ 0,7 lũy thừa 3 trừ 0. Kết quả là 0,027. Vì xác suất x lớn bằng 1 sẽ bằng 1 trừ cho 0,027 bằng 0,073. Giả sử cần tính kỳ vọng của biến ngẫu nhiên x, theo công thức kỳ vọng sẽ bằng n nhân b, với n là 3, b là 0,7, như vậy kết quả là 2,1. Giả sử yêu cầu tính phương sai, sigma bình sẽ bằng n nhân b nhân 1 trừ b, kết quả là 0,63. Như vậy nội dung bài này giới thiệu khái niệm về biến ngẫu nhiên, về phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên được phân làm hai loại là phân phối rời rạc và phân phối liên tục, và giới thiệu các anh chị và các bạn hai loại phân phối đặc biệt được xếp vào loại phân phối rời rạc, đó là phân phối đều rời rạc và phân phối nhị thức. Một số từ khóa quan trọng đó là biến ngẫu nhiên, rời rạc hoặc liên tục,
hàm độ lớn xác suất, hàm phân phối tích lũy, kỳ vọng phương sai, độ lệch chuẩn là những đặc trưng của một phân phối xác suất, phân phối đều rời rạc, phân phối nhị thất.